Trong trận đấu gặp Wigan, Erik ten Hag không có sự phục vụ của 11 cầu thủ trong đội một vì chấn thương. Tuy nhiên, tình hình dần sáng sủa hơn với Quỷ Đỏ khi nhiều ngôi sao chủ chốt sắp bình phục. Tôi nghĩ sẽ có một vài cầu thủ trở lại trong trận đấu với Tottenham. Trường hợp thực tế nhất là Eriksen. Có thể có thêm cả Maguire và Shaw nữa. Riêng Mount thì cần thêm ít ngày. Eriksen đã bỏ lỡ chuyến hành quân đến sân GW vì bị ốm, trong khi Anthony không được đăng ký vì một chấn thương nhỏ. Hai bên binh dài hạn là Martinez và Casemiro cũng trở lại tập luyện với toàn đội và sẽ tái xuất khi đầy đủ thể lực. Với việc hàng loạt nhân tố quan trọng sắp trở lại sau chấn thương, vào đội ngũ của Sir Jim Ratcliffe cần thời gian đánh giá lại toàn bộ cấu trúc đội bóng. Man United có thể sẽ không mua thêm bất kỳ tân binh nào trong kỳ chủ nhiệm mùa đông. Mbappe lại trở thành chủ đề nóng trên sàn chuyển nhượng. Vài ngày trước, có tin Mbappe đạt thỏa thuận gia nhập Real Madrid vào mùa hè. PSG trước đó từng rất nỗ lực giữ chân Mbappe. Nhưng năm nay, có lẽ họ sẽ phải tôn trọng lời hứa để Mbappe ra đi. Vì như tiền đạo này từng nhiều lần bóng gió, anh sẽ đến một đội bóng cho anh cơ hội vô địch châu Âu. Và có lẽ trong bối cảnh hiện tại, không nơi nào phù hợp hơn Real Madrid. Nhưng chủ tịch Ancelotti đã bác bỏ hoàn toàn thông tin trên bằng tuyên bố chắc nịch. Chủ tịch PSG cho rằng Mbappe đã hứa với ông rằng sẽ ở lại PSG. beIN Sports dẫn lời người đứng đầu PSG. Tôi có thỏa thuận với Mbappe, nhưng tôi không muốn tiết lộ chi tiết. Mbappe đã đạt một thỏa thuận với tôi. Đó là chuyện giữa hai chúng tôi, giữa những người đàn ông. Tôi không muốn tiết lộ chi tiết nhưng thật sự đã có một thỏa thuận. Tôi không muốn đề cập đến chuyện tiền bạc hay nói về giá trị của thương vụ này. Đây là thỏa thuận giữa một cầu thủ và chủ tịch câu lạc bộ, giám đốc thể thao và huấn luyện viên. Nó còn hơn cả sự ràng buộc ký trên giấy tờ. Tuyên bố chắc nịch của vị chủ tịch PSG cho thấy tương lai của Mbappe sẽ còn rất phức tạp. Và qua những lời khẳng định của Ancelotti, hẳn ông cũng muốn dằn mặt Mbappe và sẽ không dễ để tiền đạo 25 tuổi gia nhập Real Madrid như mong muốn. Donny Malen đã thể hiện phong độ ổn định cho Dortmund kể từ khi chuyển đến từ PSV vào tháng 7 năm 2021. Dù từng có thời điểm, cầu thủ người Hà Lan thi đấu khá phập phù, nhưng trong những năm gần đây, Malen luôn thể hiện những màn trình diễn ấn tượng và trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình của đội bóng vùng rùa. Sau 23 lần ra sân mùa này, Donny Malen đã có chỉ mình 6 bàn thắng cùng 2 kiến tạo. Tính ổn định mà tiền đạo người Hà Lan tạo ra giúp anh lọt vào mắt xanh của rất nhiều đội bóng lớn. Man United nhiều khả năng sẽ đẩy Jadon Sancho sang Dortmund vào mùa đông này. Theo nguồn tin từ Football Transfer, họ cũng muốn xúc tiến thương vụ đàm phán cho mộ Malen theo chiều ngược lại nhằm đảm bảo chất lượng hàng công. Tuy nhiên, với việc câu lạc bộ đang bị ủy ban công bằng tài chính giám sát, Man United không muốn chi tiền mặt mà theo vào đó họ sẽ mượn Malen kèm tùy chọn mua Đức. Mặc dù vậy, phía Dortmund vẫn chưa đưa ra phản hồi. Sau 18 năm thi đấu, Gerard Piqué giải từ sự nghiệp vào tháng 11 năm 2022. Hơn một năm sau khi treo giày, Gerard Piqué vừa tuyên bố muốn trở lại với bóng đá. Trong cuộc phỏng vấn vào ngày hôm qua, Piqué sẽ theo nghiệp huấn luyện và sẽ công bố chi tiết vào cuối tuần này. Năm mới đã đến và sau rất nhiều sự suy nghĩ, tôi quyết định quay trở lại với bóng đá. Tôi nhớ bóng đá rất nhiều. Tôi không tái xuất để thi đấu đâu, vì tôi sẽ là một huấn luyện viên. Tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn vào cuối tuần. Gerard Piqué chưa công bố chi tiết nhưng theo Sun Sport, cựu trung vệ người Tây Ban Nha sẽ dẫn dắt một câu lạc bộ tại Kings League. Đây là giải đấu sân bãi do chính Gerard Piqué sáng lập sau khi anh giải nghệ. Ngoài Kings League, Piqué còn đầu tư lớn vào câu lạc bộ hạng 2 là Andorra. Piqué hiện là chủ sở hữu của Andorra. Mục tiêu của Piqué là đưa Andorra thăng hạng La Liga, qua đó biến đội bóng nhỏ này trở thành một thế lực của bóng đá Tây Ban Nha trong tương lai. Tuy nhiên, Andorra thi đấu không như kỳ vọng của Piqué. Hiện tại họ xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng giải hạng 2, kém 26 điểm so với đội dẫn đầu Leganés. Real Madrid đang đau đầu với vấn đề nơi hàng phòng ngự khi bộ đôi chủ chốt của họ là Militao và Alaba gặp chấn thương dài hạn. Chính vì vậy, Real Madrid dự kiến sẽ bổ sung thêm nhân sự cho khu vực này nhằm đảm bảo chặng hành trình ở giai đoạn nửa sau của mùa giải suôn sẻ. Theo nguồn tin từ FKS, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã để mắt đến Ousmane Diomande. Cầu thủ người bờ biển Nga đã gây ấn tượng kể từ khi chuyển đến Bồ Đào Nha chơi bóng vào tháng 1 năm ngoái. Với một mẫu trung vệ sở hữu sức mạnh lẫn sự khéo léo, không có gì ngạc nhiên khi Real Madrid muốn sớm chiêu mộ Diomande. Tuy nhiên, họ sẽ phải cạnh tranh cùng Chelsea và Arsenal. Hai đội bóng thành luận đôn từ lâu đã theo dõi Diomande. Tuy nhiên, Real Madrid với sự ổn định và bản thành tích đáng nể tại Champions League đang chiếm lợi thế hơn. Không nằm trong kế hoạch của Unai Emery, Philippe Coutinho đã sang Qatar chơi bóng theo dạng chấm mượn từ tháng 9 năm 2023.
Tuy nhiên, tiền vệ người Brazil sẽ không có cơ hội trở lại Aston Villa dù hợp đồng của anh còn thời hạn đến tháng 6 năm 2026, bởi Unai Emery không có ý định đưa Coutinho trở lại Villa Park. Vì vậy, Coutinho hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm của các đội bóng từ Mỹ. Theo AS, một trong số các đội bóng tại giải nhà nghề Mỹ là Inter Miami đã bày tỏ ý định muốn chiêu mộ tiền vệ 31 tuổi này. Câu lạc bộ của bang Florida đang cố gắng chiều lòng Messi khi mang về hàng loạt những công thần của Barcelona trước đây. Nếu gặp bên Inter Miami, Coutinho sẽ có dịp hội ngộ với những người đồng đội cũ như Messi, Suarez, Busquets và Alba. Tiền vệ người Brazil từng có 4 năm rưỡi chơi cho Barcelona từ 2018 đến 2022, trong đó có một mùa giải chơi cho Bayern Munich theo dạng cho mượn. Theo trùm chuyển nhượng Fabrizio Romano, Leonardo Bonucci đã đạt thỏa thuận cá nhân với Fenerbahce. Chủ vệ người Ý sẽ ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2024 với câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà báo nổi tiếng người Ý cho biết Bonucci sẽ đến Istanbul vào ngày mai trên chuyên cơ riêng. Tại đây, Bonucci sẽ được kiểm tra y tế và hoàn tất buổi ra mắt với Fenerbahce. Cùng ngày chốt hợp đồng, Bonucci đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Union Berlin. Nhờ đó, trụ vệ 36 tuổi gia nhập câu lạc bộ của Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng chủ nhượng tự do. Leonardo Bonucci đã chia tay câu lạc bộ của Đức sau 5 tháng ký hợp đồng. Trong phiên chợ mùa hè năm ngoái, Bonucci gia nhập Union Berlin theo dạng chủ nhượng miễn phí. Tại Union Berlin, Bonucci không có nhiều cơ hội ra sân. Cựu trụ vệ của Juventus chỉ được đá 10 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 7 lần ra sân tại Bundesliga. Do Bonucci không có nhiều đóng góp, nên Union Berlin đã quyết định kết thúc hợp đồng trước thời hạn với hậu vệ 36 tuổi.